Chào mấy bạn, hôm nay là mình sẽ kể cho mấy bạn nghe về cái duyên âm. Mà duyên âm là gì, mà làm sao để biết mình mắc duyên âm á, thì cái vấn đề đó mình sẽ bàn sau. Còn cái câu chuyện mà Thi nói đây á, là có liên quan tới một người bạn của Thi. Thì bạn Thi là bạn gái, cũng có chồng, cũng có con, nhưng mà do lý do không hợp á, nên bạn Thi là ly hôn với chồng. Thì cũng cuộc sống nó cũng diễn ra bình thường thôi, nhưng mà một hôm á là Thi thấy bạn Thi rất là xanh xanh xao lắm, không có hồng hào như bình thường. Thì mình mới hỏi là tại sao dạo này tao thấy mày á là xanh xao quá vậy. Thì nó mới nói là cứ hàng đêm á là nó thấy một người đàn ông đi vào mở cửa phòng rồi vào ngủ với nó, là có khi á là còn quan hệ như vợ chồng. Thì mình nghe thì mình hết hồn, mình mới nói với bạn mình á, trời ơi, như vậy là không có được. Tại vì nếu mà cái người dương với người âm á, mà gần gũi nhau á, là sẽ gây, mình sẽ bị mất dương khí, mà nó cũng sẽ ảnh hưởng nguy hiểm cho sức khỏe của mình. Thì mình mới bắt bạn mình đi chùa. Thì lúc đầu á mấy bạn, nó nghe thì nó cũng sợ, tại vì nó nghĩ, lúc đầu thì nó không có nghĩ là nó bị người âm theo, mà nó chỉ nghĩ là do, là có thể là do nó bị, nó ly hôn với chồng á, thì nhiều khi nó nằm mơ nó thấy bậy bạ vậy thôi. Nhưng mà thật ra không phải, cái đó là do là người âm theo, hàng đêm là cái ông đó ổng vô. Thì nó cũng sợ lắm, nó hỏi bây giờ làm sao. Thì mình mới nói với nó là thôi bây giờ tao đưa mày đi chùa, xuống ở dưới chùa quận tư, nhà nó thì xa với bạn, nhà nó tuốt ở trên Hóc Môn, là qua khỏi quận 12 một chút xíu. Thì cái thời gian đầu mình bắt nó đi á, thì nó không đi được, tại vì cứ hễ mà dắt xe ra đường á là nó sẽ nhức đầu, rồi nó khó chịu trong người, rồi nó dòm xe vô, là cái người đó ổng không có cho nó đi đó. Thì cứ hoài vậy hoài luôn, hoặc là nó xuống tới dưới đây thôi rồi, nhưng mà nó sẽ kiếm chuyện, nó đòi đi mua quần, mua áo, đi chợ, rồi cái bắt đầu hút mất cái giờ mà thầy tụng kinh về cái vấn đề đó đó. Thì bắt đầu nó kiếm chuyện nó về đó, thì rất là nhiều lần như vậy. Thì rất là bực, thì thầy hôm đó thì mới chửi, thì nói bây giờ tao thương thì tao mới kêu mày đi, mà ta nói với mày là cái người âm với cái người dương là không có ở chung với nhau được, mà nếu mà mày để vậy hoài á, thì sẽ rất là nguy hiểm. Tại vì thì biết một cái số trường hợp á, là theo, khi mà họ theo mình lâu quá thì mình sẽ giống như là mình bị ảnh hưởng tới vấn đề là thần kinh luôn, là sẽ gây bệnh bệnh tâm thần luôn á, mà y học gọi là tâm thần phân liệt đó. Thì thầy mới nói là, thì mới nói, thì la dữ lắm. Thì nó mới, lần đó thì mới đưa nó đi được. Thì bắt đầu thì đưa nó vô chùa, nhưng mà nó lại qua mất cái giờ mà thầy tụng rồi. Thì mình mới, nó nói bây giờ qua mất rồi, giờ thôi về, là tiếp tục đòi về nữa. Cứ tại vì nó cứ vô chùa là nó sẽ bị nhức đầu, nó bị nhức đầu, rồi nó cứ hói mình nó về vậy đó. Thì mình mới gặp ông thầy đó, thầy cũng trẻ thôi đó. Thì thầy này là chuyên diều sư dinh ở trong chùa bên Linh Quang Tịnh Xá bên quận tư á. Thì có một cái chùa đó là 12 giờ là sẽ tụng những cái người mà bị vong theo đó. Thì thầy này là người làm đi theo sư dinh. Thì mới hỏi thầy này, thì hỏi là thầy ơi, thầy thấy bạn con á là, thì thầy mới kể ra. Thì thầy nói là thầy thấy cái người đàn ông đó, thì thầy nói là cái người này thì chỉ mới theo bạn của thầy thôi, vẫn còn có thể là đưa đi, cho người ta đi chơi, đi tu luôn được, chứ chứ cũng không phải là theo lâu quá mà nặng quá mà phải chữa trị lâu dài. Thì thầy mừng lắm, thì nói giờ thầy chỉ cho con cái câu mà, tại vì bạn của con á là khi mà đi ra đường á, để đi xuống đi chùa á, thì nó sẽ bị nhức đầu, nó không có chịu vô trong chùa đó. Thì nó cứ dòng về nó kiếm chuyện, hoặc là nó đòi chuyện này chuyện kia để nó không có đi chùa, nhiều lần như vậy lắm rồi. Thì thầy mới nói là do cái người anh, cái ông đó đó, là ông không có muốn đi, ông không có muốn đi vô chùa, nên ông làm như vậy, ông khiến như vậy để không cho bạn Thi là không có vô chùa được. Rồi thầy mới nói với Thi là Thi cũng phải cẩn thận, tại vì Thi là cái người mà
bắt bạn thi đi như vậy á, thì sẽ sinh cái lòng, mà cái người đó sẽ sinh lòng ghét thi. Thì mấy bạn biết không, nó đi được rồi, nó cũng được thầy cho cái câu mà để niệm á, là khi mà nó đi xuống từ nhà nó mà đi xuống dưới chùa á, là nó sẽ niệm cái câu đó trên đường đi, để cho không có bị khó chịu, không có bị nhức đầu đi đòi về, thì nó mới đi được nha mấy bạn. Là thi á, thì đang chạy xe bình thường, tự nhiên ngã xe rồi thi phải bó bọt cái chân, thì thi cũng vác cái chân đó đi với nó luôn. Thì vô đó thì thi gặp thầy á, thầy thầy mới nói là do cái người này họ ghét thi, họ xô thi vậy đó, để cho thi té như vậy đó, để cho thi không có dẫn, không có đưa cái bạn, người bạn của thi đi vô trong chùa đó. Thì mình nói chứ giờ cũng là do cái nghiệp của thi rồi, tại vì ổng theo bạn thì vậy đó, rồi thi đưa đi vậy nên ổng ghét thi lắm, nhưng mà cũng không có làm gì được, tại vì mạng của mình là rất là cao số đó. Thì nó đi chùa một thời gian, tại vì thầy kêu là cứ mỗi ngày là đều phải đi, thì mấy mấy chục ông này đi được, thì cứ mỗi ngày nó đi, rồi sau đó là nó mua một cái mặt dây chuyền á, thì thầy mới niệm niệm kinh vô trong đó, niệm kinh vô trong cái mặt dây đó, thì đeo vô, thì cái ông đó là không có quay trở lại được đó. Thì cuối cùng thì cũng ông đó thì cũng không có theo bạn thì nữa đó, thì nó bây giờ cũng hết rồi. Nhưng mà Thi nói cho mấy bạn trẻ như vậy là khi mà mình đi đến những cái nơi mà tôn nghiêm á, chẳng hạn như nghĩa trang, hoặc là những cái nơi nào mà mình đừng có bao giờ mình mở miệng mà mình khen cái người mà trên bia hoặc là trên hình ảnh. Tại vì khi mà mấy bạn khen như vậy á, mình không có biết được là mình có hợp với người ta hay không. Lỡ mà nếu mà không hợp thì không nói rồi, còn nếu mà hợp á, người ta theo mình là lúc đó là mình không có làm ăn gì được, mà cũng không có, ví dụ như mấy bạn đang có người yêu, nhưng mà lỡ mà bị một cái người anh theo rồi thì sẽ xảy ra những cái chuyện lục đục vô cớ, là mấy bạn cũng chia tay với người yêu mấy bạn đó. Thì cũng có rất là nhiều trường hợp mà bị người anh theo, chẳng hạn như nhà thi là cũng có một người cậu, là khi mà cậu thi học bài đêm á, thì thấy cái người con gái vô nói chuyện, thì lúc đó cậu thi kể cho bà ngoại của thi nghe nè. Thì ngoại thi là lúc đó theo đạo Thiên Chúa giáo nên ngoại thi không có tin có ma, thì ngoại mới nói là không có đâu. Rồi khi mà cuối cùng là cậu thi là đổ bệnh ra, là lúc đó là cậu thi đang học đại học, là cậu thi bệnh là đi khám, thì tới bây giờ thì cậu thi vẫn còn bệnh đó. Thì khi mà sau này đi vô trong linh quang á, thì thầy sư nói á, là cái con nhỏ đó đó nó theo cậu thi rất là lâu rồi, bây giờ là giống như là vợ chồng luôn, là không có chụp được, mà cậu thi cũng sẽ dạy hoài chứ không có chụp được nó. Thì cái câu chuyện này á, thì cũng không có gì mà đáng sợ đâu, nhưng mà mình á, là muốn cảnh báo với mấy bạn là không nên đùa giỡn với cái thế giới của người anh, tại vì cái đó là nó khó lường dữ lắm. Nhiều cái sức lực của mình á, là mình không có chống lại được với những cái người đó đâu. Mà với lại một cái thứ hai như vậy, lần trước á, là mà Thi kể cái chuyện ma của trường Nguyễn Hữu Thọ á, thì cũng có một số bạn trẻ là muốn đi đến cái trường để chụp hình giống Thi đó, tại vì các bạn dùng từ là con muốn chụp hình giống cô đó. Thì mình nói luôn là mình không nên đụng chạm tới họ, tại vì á, khi mà họ đã sống ở một cái thế giới khác rồi, mình là người dương đó. Nhưng mà nếu mà mình đi đến đó, lỡ thí dụ như không 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 cảm thấy không hài lòng người ta sẽ theo phá mình đó. Thì nhiều khi mà họ thương họ mến mình thì họ đi theo mình nữa, lúc đó rất là mệt mỏi. Mấy bạn không tin thì có thể về hỏi người lớn ở trong nhà. Hôm nay là Thi khang tiếng, mấy hôm trước đó là Thi khang tiếng rất là nhiều, hôm nay là mới đỡ mới hết đó, mà hôm nay ngồi nói như vậy là muốn khang tiếng trở lại nữa rồi. Nhưng mà vẫn nói để mà cảnh báo với mấy bạn, tại vì có một số bạn là nói là thứ tư là ngày mai là sẽ đi chụp hình trường Nguyễn Thọ nữa đó, thì Thi phải nói, thì mình không có cấm được, không có cấm mấy bạn được, nhưng mà mình mong là mấy bạn suy nghĩ cho thật là kỹ
khi mà quyết định cái việc này, tại vì việc này nếu mà có vấn đề gì xảy ra thì mình là người hối hận nhất. Cảm ơn mấy bạn nha.